tích 3842,31 ha, trong đó đất nông nghiệp 226 ha, đất ở 12 ha, đất dành cho xây dựng 1,23 ha, đất dành cho giao thông 11,8 ha, còn lại là diện tích đất rừng, trong đó có 1.144 ha thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Thưa các bạn, xã Vũ Muộn chúng mình chưa có sản phẩm đất ô cốp, nhưng lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã kết nối với các công ty để đưa vào các dự án cho bà con nhân dân như trồng cây cải xanh, chanh leo, hí xanh thơm, cây lê, cây kiệu, dâu nhật và dự án chăn nuôi dê và nhiều loại cây trồng có đem lại lợi ích hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho bà con nhân dân. Xã chúng mình cũng không có địa điểm du lịch nổi bật, nhưng chúng mình tự hào vì được thiên nhiên ban tặng cho khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ được thành lập theo quyết định số 1804 ngày 1/9/2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn với tổng diện tích là 15.416 ha. Năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành quyết định số 123 ngày 16/11/2014 về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Cạn giai đoạn năm 2013-2020 với tổng diện tích là 15.715,02 ha, phạm vi nằm trên địa bàn của các xã Kim Hỷ, Lương Thượng, Văn Lang, Côn Minh, huyện Na Rì và xã Cao Sơn, Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Thưa các bạn, là một xã vùng cao của huyện Bạch Thông, diện tích rừng núi chiếm 95%. Đây là vùng núi đá vôi thuộc cánh cung Bắc Sơn. Đất ở vùng núi đá vôi chủ yếu là đất phenolite, màu đỏ nâu. Hôm nay, mình muốn giới thiệu với các bạn về rừng cây tại địa phận thôn Lùng Xiên, xã Vũ Muộn, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Thưa các bạn, thôn Lùng Xiên, xã Vũ Muộn có tổng số 35 hộ dân, trong đó có 24 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 68%, tổng số nhân khẩu là 141. Nhân dân thôn Lùng Xiên được thiên nhiên ban tặng cho khu rừng với nhiều loại gỗ quý như nghiến, chai, vàng tâm, lát hoa, rổi. Ngoài ra, còn nhiều loại lâm thổ sản có giá trị như mây, vầu, nứa, giang. Nhiều năm qua, bà con thôn Lùng Xiên được phân cho bảo vệ rừng với số tiền 40 triệu đồng trên một năm. Bà con nơi đây có ý thức bảo vệ rừng, mỗi tháng đi tuần rừng một lần. Bà con không chặt cây để lấy củi, không có hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi. Có thể thấy, rừng là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng. Nó mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta cần ra sức chung tay bảo vệ rừng, duy trì và bảo vệ nguồn tài nguyên sẵn có bằng cách tích cực tham gia vận động mọi người trồng cây gây rừng, có những biện pháp phòng chống cháy rừng, ngăn chặn triệt để nạn lâm tặc, nạn phá rừng bừa bãi để duy trì nguồn tài nguyên vô giá. Tôi và các bạn hãy cùng nhau bảo vệ rừng, bảo vệ lá phổi xanh của chúng ta nhé! Nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về rừng cây, tôi thương nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cung hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa.